đến nước đường cùng, bọn quân phiệt Cộng sản Việt Nam hèn nhát mới lộ liễu ra mặt ngu tham qua việc đòi ăn hoa hồng trong chuyện mua bán vũ khí với Mỹ, hầu làm cú vét trước khi chạy đi tránh tàu. Liên tục chương trình qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết Bọn quân phiệt Việt của tác giả Tưởng Năng Tiến sẽ được quê hương trình bày sau đây. Mãi tôi mới chợt nhận ra là mình có chút máu giang hồ vạt. Cứ hễ vợ con sảnh mắt ra chút xíu là tôi lại vội vã khoác ba lô, chạy vù ra phi trường, hối hả bay ngày đi đâu đó. Bởi cứ đi hoài nên có lúc tôi bị lạc. Tôi lạc tới một huyện lỵ nhỏ bé, sống bằng nghề nông, giữa miền Trung nước Thái. Nơi đây có con sông Cha Prea hiền hòa, đậm sắc phù sa, chậm chậm trôi qua. Dòng nước đỏ luôn cuốn theo những đám lục bình cùng mấy cọng hoa bèo tím tím. Chiều ở chốn này cũng tím và tím nhạt nhòa đến tận chân trời. Duy chỉ cây cỏ cùng đồng lúa là bát ngát xanh và luôn lượn quanh bởi mấy cánh cò trăng trắng. Tôi sinh trưởng ở cao nguyên nên nhìn thấy sông ngòi, đồng ruộng là đâm ra mê mẩn, cứ như kẻ bị hớp hồn. Cảnh vật yên bình, tĩnh lặng tựa một bức tranh mà tôi lại còn lọt vô một khu nghỉ mát ế khách và vắng tanh như chùa Bà Đanh nằm giữa đồng thông mông quạnh. Chả có chi xung quanh, tôi mới bắt đầu cảm thấy hơi trống vắng, nên bèn mở tivi ra coi. Hóa ra chương trình truyền hình của tất cả mọi đài ở Thái, theo luật định, đều phải dành hẳn 10-15 phút hàng đêm để trình chiếu về sinh hoạt của hoàng gia. Đại khái là bữa qua nhà vua vừa thăm chỗ này, bữa nay công chúa đã ghé qua chỗ nọ, ngày mai hoàng hậu sẽ viếng chỗ kia. Hoàng tộc Thái tất nhiên cần phải có một vị quốc vương, đám tướng lãnh Thái Lan cũng thế. Chế độ quân phiệt ở đất nước này vốn hơi nhiều tai tiếng nên cần một liên minh, có truyền thống lịch sử, đứng liền một bên cho nó đỡ khó coi. Thảo nào mà ở Thái tôi nhìn đâu cũng thấy chân dung đức vua Rama. Nay mới hiểu ra là không phải vô cớ mà ngân quỹ quốc gia dành một số tiền không nhỏ cho việc quảng bá những hình ảnh nhân từ và khả ái của ông. Đây là việc an dân, chứ không phải là chuyện tình cờ, theo như cách nghĩ ngây thơ trước giờ của một anh thường dân như tôi. Tuy biết không nhiều về nội tình nước Thái, và chỉ bằng cảm quan của một tên lãng tử, tôi vẫn tin rằng chế độ quân phiệt Thái tương đối khả kham nếu so với tình hình kinh tế và chính trị của những nước láng giềng. Ở Thái dễ thở hơn ở Tàu là cái chắc. Dân Thái sống khỏe hơn dân Miên, dân Miến, dân Lào và dân Phi Sa Lắc. Đám tướng lãnh Thái biết giới hạn lòng tham và trọng pháp. Họ không vội vã, tựa những tên cướp giật trên một con tàu vét tốc hành như đám lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam. Sự chênh lệch giữa giàu nghèo ở Thái không đến nỗi nào. Mức sống giữa thôn quê và thành thị cũng chả khác là bao. Người dân nơi đâu trông cũng no đủ, tươm tất và đều có vẻ an bình. Chim trời cá nước cũng thế. Chúng bay rợp trời hay chăn trúc lúc nhúc khắp nẻo sông hồ. Nhà nước Thái Lan không theo đuổi chính sách tận thu nên dân chúng không buộc phải tận diệt, theo kiểu chích cá điện như ở Việt Nam. Dân Thái còn có niềm tin vào tương lai, dân Việt thì không. Chúng ta sống như thể là ngày mai sẽ không bao giờ đến. Theo số liệu, tính đến năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Thái Lan đứng thứ 28 thế giới, đứng thứ 9 châu Á và đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Indonesia. Chỉ bằng vào mấy con số này cũng đủ để thấy sự khác biệt lớn lao giữa chế độ quân phiệt Thái Lan và đảng phiệt Việt Nam. Vấn đề e chưa dừng ở đó. Vừa qua, trên mảnh đất Đồng Tâm và sân bay Tân Sơn Nhất, đám tướng lãnh Việt đã không chỉ xuất hiện như một nhóm lợi ích mà còn là một thế lực quân phiệt hẳn hoi. Nói cho nó công bằng thì chủ nghĩa quân phiệt đúng nghĩa với chủ trương hiếu chiến và trang bị đến tận răng vẫn có thể được xem là thể chế khả dụng khi đất nước đang bị đe dọa vì hòa ngoài xâm. Cái kẹt là đám quân phiệt ở Việt Nam lại không hiếu chiến chút xíu nào. Biên cương bị xâm lấn,
biển đảo bị xâm chiếm mà họ chỉ bám bờ để mặc dân bám biển. Không chỉ hiếu hòa, họ lại còn vô cùng hiếu hỷ nữa. Từ Đài Bắc, ký giả Wendell Minnick có bài tường thuật đọc được vào hôm 25 tháng 7 như sau. Một cuộc họp giữa các quan chức Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam và giới kỹ nghệ vũ khí Hoa Kỳ đã chấm dứt đột ngột khi những quan chức trong Bộ Quốc phòng Cộng sản cho biết tất cả mọi buôn bán vũ khí cho Việt Nam phải được cắt ra 25% tổng số tiền để cho vào túi riêng của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Theo cách nói của tác giả Tô Văn Trường, thì đây là cách hành xử ngu và tham. Không chỉ tham và ngu mà họ còn sẵn sàng quy lụy nữa. Như nguyên văn cách dùng chữ của nhà báo Bill Hayton đọc được trên tạp chí Chính sách Đối ngoại vào hôm 31 tháng 7 năm 2017. Việt Nam đầy những câu chuyện anh hùng về cuộc kháng chiến chống Tàu. Nhưng tháng này Hà Nội đã quỳ gối, bị làm nhục trong cuộc cạnh tranh về việc ai kiểm soát Biển Đông, vùng biển có nhiều quốc gia tranh chấp nhất thế giới. Hai kẻ bị chỉ đích danh quỳ gối trước Tàu không ai khác hơn là Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ấy vậy mà mấy hôm sau, chính ông Bộ trưởng lại là kẻ đi Tây cầu viện. Báo Người Việt Online viết, tình thế trần trụi trước miệng sói của Việt Nam đã khiến những chuyến thăm qua, viếng lại của các viên chức Việt Nam và Hoa Kỳ nảy lên mầm hy vọng trong lòng công chúng Việt Nam. Những tuyên bố hợp tác, đặc biệt là về quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có tác dụng an thần, chúng không trị căn, không giúp Việt Nam có một đối trọng đủ thực lực để kiềm chế Trung Quốc. Với tâm thế tráo trở và quy lụy của bọn quân phiệt Việt Nam hiện nay, thì Ngô Xuân Lịch phải lên đến trời cầu cứu mới có chút hy vọng, chứ sang Mỹ thì cũng chả nước non gì. Phen này, chúng mày chết chắc. Còn dân Việt thì không cách chi thoát Tàu, nếu chưa thoát Cộng.